Gà thơm như thế này đến giờ vẫn chưa thấy khách sộp nào mà đi qua đây để mua ăn nhỉ. À, thơm quá. À, mình ngồi đây bán hàng mà mình chỉ muốn gặm luôn thôi. Ai mua gà quay đi? Gà quay ngon nhất thế giới này. Ai mua gà quay đi? Gà quay nào? Chúng mày dừng lại, chúng mày dừng lại. Mùi gì thơm? Ủa người ấy, mùi gì thơm thế nhở? Ôi chị đại ơi, chị đại, chị ơi, nhìn trên kia kìa. Ôi chị đại ơi, chị đại, ở trên kia họ bán cái gì mà thơm thế nhở? Ta làm sao mà biết được, chắc là bánh gà quay đấy, nhìn thèm thế. Chị đại ơi, chị đại, hay chị mua gà quay cho bọn em ăn đi. Mày bị điên à, tao làm gì có tiền? Chị không có tiền thì ai có tiền nữa? Nhưng mà tao làm gì đủ tiền mua gà quay cho chúng mày ăn? Đủ hay không đủ thì cứ lên trên đấy xem người ta bán giá thế nào. Lỡ đâu người ta còn giảm giá cho thì sao? Hai chúng mày đi theo tao. Ôi, các cháu, lại đây gà quay đi, gà quay ngon nhất thế giới này. Chú ơi, chú, sao gà quay ngon thế chú? Ui giời ơi, này chú nói cho mày biết nhá, gà quay của chú ấy là gà quay xịn, gà quay ngon nhất thế giới đấy. Ăn một lần ấy, như kiểu đang nằm mơ lên trên thiên đình luôn ấy. Chú, con bé bao nhiêu tiền đấy chú? Con bé này á? Con bé này thì rẻ thôi, dành cho nhà nghèo đấy. Còn con to dành cho nhà giàu, con bé này có 20.000 một con ơi. Sao đắt thế chú? Này, 20.000 là dành cho nhà nghèo, như thế còn đắt á? Này, nhìn cái con nó như thế này thì làm sao mà đắt được, 20.000 là quá rẻ rồi. Bớt cho cháu 10.000 đi. Này, cái con này bớt cho 10.000 á, tao nói cho mày biết này. Cái con gà tí hon này ấy, tao mua với giá là 19.599 đồng rồi. Giờ tao lại giảm cho 10.000 cho mày thì tao lỗ 10.000 à? Ơi hay thật đấy nhở, con này tao mua 19.599 đồng. Thì tao về tao bán 20.000 thì tao lãi có mấy đồng, giảm thế nào được. Không mua được thì thôi, đi chỗ khác. Đây là gà quay ngon nhất thế giới là không giảm giá được đâu nhá. Chú làm gì mà nóng tính thế? Thế con gà to khổng lồ này bán bao nhiêu tiền đấy chú? Cái con gà siêu to khổng lồ này á? Vâng ạ. Này, tao nói cho chúng mày biết nhá. Tao nhìn mặt của ba đứa chúng mày ấy đã không uy tín tí nào rồi. Nhìn quần áo rách rưới nên làm gì có tiền mà hỏi đến cái con gà to này. Chúng mày đã có tiền để mua con bé bé này chưa mà hỏi con to hả? Thế chú cứ trả giá đi. Này, riêng nha, cái con gà siêu to khổng lồ này là với giá 200.000 đấy. Okay. Này, thì nó là ngon nhất thế giới cơ mà. Siêu to khổng lồ là 200.000, tí hon là 20.000. Thế bây giờ chúng mày muốn như nào? Có tiền hay không? Cháu xem cháu còn không đã. Thôi được rồi, bây giờ ấy, anh em chúng mày tự tính toán đi, xem có mua được con gà ngon nhất thế giới nào không. Nếu mua không mua được thì thôi, đi chỗ khác để tao còn bán hàng. Thế nhá. Thế bây giờ chúng mày muốn ăn gà to hay gà bé? Chị nói thế nào chứ, thời buổi bây giờ người ta toàn ăn gà to, chả ai ăn gà bé. Ăn gà bé bị người ta chê cười mất. Nhưng mà ta chỉ có 60 thôi, làm gì đủ mua con gà to 200 này. Ơ chị đại ơi, 60 là mua được 3 con gà tí hon này rồi đấy. Ừ nhở, 60 đủ mua 3 con gà tí hon rồi. Thôi, ba chúng mình chịu khó, khi nào có tiền mua con gà khổng lồ kia sau nhở. Cũng được chị đại ơi. Ông chủ quán lấy cho tôi 3 con gà tí hon. Cái gì? Tao có nghe nhầm không? Mày nói lại cho tao nghe xem nào.
Cháu bảo cháu mua 3 con gà tí hon. Mua 3 con gà tí hon luôn cơ? Chúng mày có tiền không mà đòi mua 3 con gà tí hon à? Đây tiền đây. Ủa thơm thế, đúng là tiền thật. Đại gia này, đúng có tiền không bảo sớm để em bán sớm cho đại gia. Đây đây đây, 3 con gà tí hon của đại gia đây. Đấy. À đây nữa này, đây là nước chấm thần thánh của gà quay ngon nhất thế giới. Đấy. Thì chưa ngồi đâu. Ở đây là chỉ bán nơi không có chỗ ăn. Các đại gia muốn đi đâu ăn thì ăn nhá. Đại gia đi tìm chị gia đi đây. Hôm nào lại đến mua hàng xem nhá. Ok. Ui giời, có nhiều tiền như thế này mà lại còn không báo cáo sớm luôn đi. Ai cũng mạnh người gì người lắm đấy. Chị đã về với em thèm lắm rồi. Hay là chị đã cho mẹ em ăn đi. Chúng mày cứ phải từ từ chứ. Chúng mày thấy cho tao sướng không? Dạ sướng ạ. Thế là này sướng không? Dạ sướng ạ. May là từ nhỏ đến lớn em còn theo chị đấy. Nếu không theo chị đấy nhá, em mà theo làm khác chắc bây giờ em không được ăn sung mặc sướng như thế này. Đấy nhá, hay là chúng mày đi theo tao để ăn sung mặc sướng. Cho đây đây, chúng mày phải nghe tao, không được bướng nữa chưa? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Ôi, ở đây có mùi gì thơm ấy nhỉ? Ui. Ô, bên kia có gì mà thơm mới ngon thế nhỉ? Thôi mình phải ra để xem mới được. Thôi, chúng mày không ngửi nữa. Đây này, đếm từ 1 đến 3, tất cả cầm lên ăn. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. 1 2 3. Ôi, từ. Các bạn ăn cái gì mà ngon thế? Cho tớ ăn với. Là mày là ai đấy? Bọn tao cũng quen mày đâu. Sợ không quen. Đó, dưa chín ngón đây. À, chị đấy ơi, đây là cái thằng dưa chín ngón nhiều nhất làng mày ấy. À, thì ra mày là thằng dưa chín ngón nhiều nhất làng đúng không? Đúng rồi, tớ là dưa chín ngón đây. Nhưng mà tớ đang nhiều như các bạn nói đâu. Mày bảo mày không nhiều á. Mày nhìn lại bản thân mày đi, không đủ tư cách chơi bọn tao đâu. Này, mày đừng tưởng tao có 3 con gà là tao cho mày ăn đâu nhá. Mày đi điều ấy thì mày cút đi đi. Ở đây nhá, 3 con gà mỗi thằng của tao mỗi người một con rồi, không có phần của mày đâu. Bạn bè với nhau chia cho nhau một tí cũng không được à? Bây giờ các bạn chia tớ thì tớ không là tớ lại chia cho các bạn sau. Không được, bọn tao là giàu, bọn mày là nghèo, không ăn chung được. Tớ nhớ mấy lần trước tao đồ ăn ngon tao đều chia cho chúng mày, sao bây giờ chúng mày lại không chia cho tao? Bọn tao không thích với lại cái bọn nhà nghèo. Từ nhỏ đến giờ chắc mày chưa được nhìn thấy con gà quay tí hon bao giờ đúng không? Chắc là anh chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Cả đời ấy, chắc là mày chưa được ăn nhìn thấy con gà quay bao giờ đâu. Bây giờ ấy, tao sẽ cho mày xem một miếng để cho mày biết gia vị của gà quay ngon thế nào. Ơi mày ăn đi, ăn đi. Mày không ăn à? Phải chê à? Chúng mày quá đáng với chứ. Chúng mày như kiểu là có mỗi 3 chúng mày có gà quay à? Đúng rồi đấy. Còn tao không có thì chẳng nghe mày có à? Đúng rồi đấy. Tao còn có cả tiền để mua con gà to hơn chúng mày cơ. Thế gì cơ? Thế nhỏ đến lớn mày tật ăn rau. Thế mày lấy tiền đâu ra để mày mua được một con gà quay to? Chắc nó bốc phép thôi. Nó làm gì có gà quay như mình. Ba đứa chúng mày khi người khác vừa ấy chứ. Nếu mà tao lấy được con gà khổng lồ ra thì chúng mày làm sao? Nếu mà mày lấy được con gà siêu to khổng lồ ra đây, tao gọi mày là đại ca. Tao gọi mày là đại ca. Tao gọi mày là đại ca. Được, ba đứa chúng mày nhớ ấy. Nói được phải làm được. Nếu mày không lấy ra được thì làm sao? Nếu mà tao không lấy ra được ấy, tao sẽ dọn nhà vệ sinh cho mày 1 năm và quỳ xuống xin lỗi mày. Được. Hảo An, mày nói là mày phải làm rồi. Chúng mày chờ tao một tí, phút mốt có liền. Nhanh lên nhá, xong rồi quay lại đây quỳ xuống xin lỗi tao nhá.
không biết được nó có lấy được không nhỉ? Chắc nó không lấy được đâu, nó là nghèo lắm. Thôi, chúng mày cứ ngồi xuống chờ nó đi. Ai, gà quay đây, gà quay ngon nhất thế giới nào. Chào chú. À, chào cháu, làm gì đây? Tôi đến mua con gà chú ạ. Mua gà có nghe nhầm không ấy, biết con gà bao tiền không? Chú báo giá chú. 200.000 một con ấy, hiểu chưa? Này, nhìn thấy đây à, gà quay ngon nhất thế giới. Cả thế giới này có mỗi nhà chú bán gà quay thôi nha. Cho nên là cái con gà đấy chỉ có nhà giàu mới mua được. Mày nhà nghèo mày không mua được, mày đi chỗ khác chơi đi. Để chú không nói chuyện chơi với trẻ con nhá. Chú nói đùa cháu à? Đùa gì, tao nói thật, tao đùa mày làm cái gì? Chú bảo ai là nhà nghèo ơi? Bọn trẻ con thằng nào chẳng nghèo. Chú bảo ai là nghèo ơi? Ủa? Cái gì ấy? Chú bảo ai là nghèo ơi? Ủa tiền, ủa nhiều tiền thế? Nó bò luôn cho chú ơi. Ủa bò hết à? Vâng, cho cháu xách cái bàn về. Ủa đây bán luôn cả bàn, cho cả bàn luôn này. Mẹ ơi. Hôm nào lại đến mua nhá. Vâng. Ủa hôm nay gặp đại gia rồi. Thế này mai mình phải nhập 10 con, à không, 100 con về quay mới được. Ngày nào cũng gặp được đại gia thế này thì đi về đó. Sao mà thơm thế nhỉ? Nó rất ngu gà to đấy. Ôi, phần gà to đấy. Đúng thế, như kiểu miền Trung ăn theo giờ hay sao? To nhỉ? Sao mà thơm thế? Sao mà ngon thế? Bây giờ ước gì mình được cắn một miếng ngậm mồm nhỉ? Cho tao ăn ơi. Ăn ơi. Rồi chúng mày bảo gì nhỉ? Gì đâu. Chúng mày ăn đâu. Gì đâu. Chúng mày nhắc lại như thế. Chúng mày nói đi. Hay để tao nhắc. Chúng mày thằng này bảo là cái gì. Con này mày bảo vậy. Nếu mà tao lấy được cá to mày bảo tao là đại ca à. Con này mày bảo là tao là đại ca à. Rồi nữa. Mày bảo tao là đại ca à. Thôi không nhắc đi. Bọn tao biết lỗi rồi, cho bọn tao ăn rồi. Nhưng mà tao xin chúng mày không cho tao cơ mà. Sao bây giờ cả ba đứa lại xin tao như thế này? Cho bọn tao xin lỗi, bọn tao biết lỗi rồi. Từ lần sau bọn tao không làm như thế nữa. Anh xin lỗi. Bây giờ chúng mày còn dám đi khinh thường người khác nữa không? Bọn tao không dám nữa đâu. Bây giờ chúng mày có muốn ăn không? Có. Thế bây giờ ấy, chúng mày gọi tao là đại ca đi. Đại ca. Ui, sướng quá. Đại ca. Thế nào muốn ăn bây giờ? Yêu. Thế thì ăn đi. Ngon à? Gà gì đấy nhỉ? Mà cái nó làm thì càng được hậu á. Ngon luôn à?